về chức năng cái những cái hồng ngoại mà chống chống mèo á, thì anh cũng có cái sản phẩm cho em, tụi em xem thử không anh? Đó. Đây là cái hồng ngoại chống chó mèo. Đó, nó đây thì bị có dây ở ngoài trời. Song song với cái này luôn hay sao? À được, tại vì cái này nó là không dây, còn mình sẽ dùng lên đây là không phải có dây. À, đây cái này là được 35 kg. Đúng rồi. Nó có bị lẫn lộn những hai cái không? Chắc là cái chỉ rộng á. À không, tại vì mỗi một cái thiết bị nó báo mình phù hợp với nhau. Là tại sao cái này không có chống chó mèo được, cái này chống chó mèo được. À, cái này thì nó có thêm một cái mắt cảm biến phía trong nữa. Ừ. Nên nó tích hợp sẵn nữa. Nó phát hiện được cái chuyển động. Cái góc quét của cái này khoảng bao nhiêu độ? 110 độ. 110 độ. Quét nhanh. Quét hình đó. Chụp xuống nguyên khu vực giống đúng như là cái này đúng không? Đúng rồi. Nhà mình hơi rộng á, mình có thiết bị là ở ngoài rào ha. Đó rào thì mình có cái lồng pin được rào, đây là lồng pin được rào thì hai đầu rào của mình á, một bình thẳng thì mình sẽ gắn hai đầu trên đây, nó có một cái bộ khu vực công tác. Đây là đồ viên thường trạng. Cho nó đó gì? Đúng rồi, cho nó dị với nhau, nó sẽ tạo ra một cái hành lang ảo. Đúng không? Cái đường thẳng. Đây là mình gắn chân cao. Đúng rồi, mình gắn chân cao, gắn trên đầu rạo mình đó. Khi trộm leo qua, cắt tia của đồ viên này nè, thì nó sẽ báo động, nó chạy tín hiệu trung tâm, nó sẽ báo động. Tại vì khi mà hai đầu này nó đối diện nhau, nó tạo ra một cái đường thẳng. Chỉ là cái khu vực này thôi. Đúng rồi, cho trong khu vực giữa hai đầu thôi, trong cái khoảng giữa hai đầu này nè. Hai đầu này có ra được khoảng bao nhiêu mét à? Đầu pin này là 20T150 ở ngoài trời, lý tưởng nhất là 100 mét. 100 mét. Còn trong nhà thì được 150 mét. Ví dụ trong cái xưởng của mình dài 150 mét, còn ở ngoài trời thì được 100 mét. Anh bây giờ ví dụ em muốn nhà, ví dụ như em không gắn trong nhà mà em muốn gắn tiệm vàng, thì cái này nó có hỗ trợ không? À có luôn, thì để cho gắn trong tiệm vàng, ví dụ như trong đó thì mình sử dụng trụ kính, thì thường mà khi mà nó muốn có sự cố á, để mà lấy được vàng thì nó sẽ đập tủ, thì trên đó mình sẽ có một cái thiết bị chống phần kính chống rung, thì khi mà mình gắn thiết bị lên ở khu vực của tủ tiệm vàng mình thì khi mình nó đập cái nó tạo ra một cái độ rung, thì cái cảm biến nó sẽ nhận biết được và nó trả về trung tâm, và trung tâm lúc đó nó sẽ gọi điện, nó báo cho những người xung quanh đó hoặc là công an gần đó. Thì không chỉ riêng về tiệm vàng, mình có thể kết hợp với tất cả các trụ ATM, ở trụ ATM mình cũng có thể làm được chuyện đó. Ví dụ như một cái tủ tiệm vàng nó dài khoảng 2 mét thì mình đặt mấy thiết bị là vừa? 2 mét thì mình phải tính toán thứ nhất là cái chiều rộng của cái tủ nó bao nhiêu, cái khu vực nào mà dễ bị xâm phạm nhất, rồi đó mình sẽ gắn thiết bị tầm mỗi lần đó. Tầm 2 mét thì mình gắn cỡ khoảng 2 cái là vừa thôi. Cái này có thể báo cho công an không? À, báo cho công an có nghĩa là cái số điện thoại mình cài đặt trong trung tâm này nè. Ví dụ như ở tiệm vàng mình có công an phường, mình thường hay làm việc với anh công an phường nữa, thì mình xin số đó và nó báo cho anh biết trước, là khi mà cái số điện thoại này nó gọi qua
là nhà em có sự cố đấy, thì lúc đó mình có thể làm cho anh đi lại không biết được cho mình biết. Còi ví dụ như mình có thể thử nghiệm cái độ rung nó như thế nào. À anh thử đó là cỡ nào thì đọc được. À, nó chỉ rồi, ok, em thử nha. Thì là cái là vừa cái mặt mặt cái là nó lái. Cái này là cái bàn gỗ ấy, chứ còn kính nó cái độ rung nó nhiều hơn. Kính nó mỏng mà. Nhưng mà nó rất là nhạy. Rất là nhạy luôn. Nhà có cửa kính rồi đó cũng được đúng không? Đúng rồi, không đúng có rồi. Cần phải xài cửa lỡ nhiều dân thành phố là nhiều khi rất là kỳ, họ đi ngang qua thôi, họ biết là tâm trạng buồn cứ lấy đá chọi cửa kính thì cái đó tùy theo, ví dụ như cái trung tâm mình tích hợp được những cái thiết bị đó hết, nhưng mà quan trọng là cái nhu cầu của mình sử dụng như thế nào và cái vị trí mình cần lắp đặt nó phù hợp với thiết bị nào. Cái đó mình sẽ cung bên mình có đầy đủ, cung cấp đầy đủ tất cả thiết bị để mà chống trộm, chống va hay chống cháy nổ đầy đủ hết, bóng khói có đầy đủ hết. Cái còi này nó sẽ ví dụ như có va đập đó thì nó sẽ kêu lên tới khi nào mình tắt nó thì thôi hay sao, hay là có thể hạn? Nó có giới hạn mặc định, nó sẽ hú trong vòng 5 phút đầu tiên. Mình có thể giới hạn nhiều hơn hoặc ít hơn đó. Cục bộ trung tâm này rất là gọn, mình lắp cái nhẹ, lắp tiệm vàng cũng được. Tiệm vàng nó không cần cái không gian rộng mà nhỏ nhỏ, hoặc là gia đình nhỏ cũng lắp được. Cái này tích hợp trong chuỗi đêm thì quá tuyệt luôn, nó rất là gọn. Em thấy nhiều khách hàng của em đó, họ đa số là họ chỉ lắp camera thôi, nhưng mà camera thì nó lại không có hỗ trợ. Như là chị tụi em xuống dưới lắp camera xong cho khách hàng thì khách hàng có trộm đột nhập vô thì họ chỉ có thể xem lại cái mất lúc nào mà... đúng rồi, chỉ mất lúc nào và mất như thế nào thôi. Thì thông thường nếu mà nhà mà muốn an toàn hơn thì tốt nhất nên trang bị một bộ hỗ trợ, một bộ camera. Thì khi mà camera thì mình đâu phải lúc nào mình cũng lên xem trực tiếp 24/24 được. Thì khi mà báo trộm á, có bộ báo trộm tích hợp vào á, thì khi mà có đột nhập vào á, nó sẽ gọi điện cho báo mình biết, lúc đó mình mở camera mình xem nhà mình đang bị sự cố gì. Đó. À, hồi nãy anh có nói là cái này tích hợp thì báo cháy, báo khói luôn hả? Đúng rồi, báo cháy, báo khói. Cũng dạng không dây. Không dây luôn. Có dây. Có dây cũng được, tại vì mình có hai thiết bị có dây cho nó. Thì tìm quá, chỉ là một bộ trung tâm mà mình vừa báo trộm vừa báo cháy, lắp thêm một bộ camera nữa là đầy đủ cho an toàn cho nhà mình. 99%. Dạ rồi, hôm nay nếu mà tới đó thì cũng cảm ơn anh, cũng coi như là cũng đầy đủ hết tính năng của nó, với lại các setup, em thấy các setup của bộ này rất là dễ. Tính ra thì tụi em vẫn có thể setup được, không cần phải toát nhiều đúng không? Đúng rồi, cái này rất là dễ. Dạ. Yeah. Okay. Hôm nay thì cũng cảm ơn các anh kỹ thuật của bên Nano đã qua tư vấn cho tụi em cái bộ báo trộm mới. Thì hiện giờ báo trộm tính năng cũng rất là nhiều, một báo trộm vừa báo trộm vừa báo khói và nhiều tính năng, rồi có sử dụng phần mềm trên phần mềm điện thoại nữa, rất là tiện và để mà sử dụng trong thời buổi hiện đại hiện nay. Thì em cũng mong rằng bên công ty Nano mình, nếu mà mình có những cái sản phẩm nào mới và có tính năng nào đặc biệt thì mong rằng các anh cũng qua giới thiệu cho chúng em một vài cái tính năng để em có thể chào khách hàng của mình. Thì đầu năm mới em cũng chúc Nano sẽ được năm mới thì làm ăn được phát tài phát lộc, có được nhiều công trình và hỗ trợ đại lý của tụi em tốt hơn. Nano cũng chúc đại lý sang năm mới nhận được nhiều công trình để hợp tác với công ty Nano nhiều hơn nha. Dạ, dạ rồi em cảm ơn.